Sáng ngày 25 tháng 9, Đảng ủy xã Giao An đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ 23. Tham gia tiếp thu các nghị quyết có 138 trên 155 đảng viên của 9 chi bộ trên địa bàn xã. Trong thời gian một ngày, Đảng ủy xã Giao An đã triển khai quán triệt đến các cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể cấp xã, đã triển khai quán triệt đến các cán bộ, các ban ngành đoàn thể cấp xã, đảng viên các chi bộ thôn bản, trường học, cơ quan đóng trên địa bàn xã, những nội dung cơ bản của nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các kết luận của Bộ Chính trị, chỉ thị số 39, các kết luận và thông báo kết luận của Ban Bí thư, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ 23. Đảng ủy xã Giao An đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung chủ yếu về phát triển kinh tế là phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, tạo giá trị gia tăng trong cơ cấu kinh tế, trong đó phấn đấu quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung phù hợp với từng loại cây trồng như sản xuất rau an toàn ở thôn Bắc Nẵm, thôn Trô, thôn Viên, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng nông hộ, gia trại, trang trại ở tất cả các thôn, từng bước thay đổi thói quen chăn nuôi truyền thống bằng phương pháp chăn nuôi khoa học, tập trung chỉ đạo khu trồng cây lâm nghiệp tại các thôn có diện tích phù hợp, kết hợp trồng các loại cây thân gỗ lớn có giá trị kinh tế cao. Và hai khâu đột phá là về công tác cán bộ và xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội nhằm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Sau hội nghị này, các cán bộ đảng viên các chi bộ trên địa bàn sẽ viết bài thu hoạch, tiếp thu nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 01 của huyện ủy để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Các chi bộ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn xã Giao An xây dựng kế hoạch tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 sâu rộng đến từng hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân một cách phù hợp tới từng đối tượng, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết, kết luận, góp phần đạt kết quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống.